cả ba đại gia phố núi lao đao, bầu đức trông chờ tỷ phú, người bị bắt, kẻ bán hết. Cuối tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Quốc Cường, hay còn được biết đến là Cường Đô La, đã chủ trì đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2024. Sau khi nhận ghế nóng tổng giám đốc công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai thay mẹ là bà Nguyễn Thị Như Loan. Bà Loan đã bị bắt và khởi tố hôm 19 tháng 7 liên quan tới việc chuyển nhượng dự án 3939B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Trở lại ban lãnh đạo sau 6 năm rút lui khỏi Quốc Cường Gia Lai, Cường Đô La được kỳ vọng sẽ xử lý dự án Phước Kiển với Vạn Thịnh Phát cũng như giải quyết vướng mắc ở các dự án bất động sản khác. Theo phán quyết của tòa, Quốc Cường Gia Lai sẽ phải trả cho Vạn Thịnh Phát số tiền 2.880 tỷ đồng mà Sunnyland, một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, trả trước cho vụ mua bán dự án Phước Kiển. Khi đó, Quốc Cường Gia Lai mới có thể lấy lại được dự án đang bị kê biên. Tuy nhiên, 2.880 tỷ đồng là con số lớn và cần thời gian để gom đủ. Khó khăn ở chỗ hiện hồ sơ pháp lý của dự án đang bị phong tỏa, không thể dùng để cầm cố cho bất kỳ khoản vay nào. Tính tới hết quý 1 năm 2024, Quốc Cường Gia Lai có tiền và khoản tương đương tiền chưa tới 30 tỷ đồng. Hàng tồn kho lớn, ghi nhận hơn 7.000 tỷ đồng, nhưng đa số ở trong các dự án đang mắc kẹt. Tổng nợ của doanh nghiệp này lên đến hơn 5.000 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính khoảng 570 tỷ đồng. Chưa biết Phước Kiển và nhiều dự án khác của Quốc Cường Gia Lai sẽ ra sao sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt và Cường Đô La lên thay. Nhưng cổ phiếu QCG đã tăng trần trở lại hai phiên sau khi giảm gần 30% trước đó. Các nhà đầu tư đang kỳ vọng vào lộ trình bán 3 nhà máy thủy điện, đẩy mạnh xử lý hàng tồn kho với các dự án đã hoàn thành. Đồng thời bán dự án Marina Đà Nẵng để QCG có thể gom đủ số tiền trả cho Vạn Thịnh Phát, nhận lại dự án Phước Kiển. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một số nhà đầu tư lo ngại quá trình điều tra bà Loan đang diễn ra nên cần thêm thời gian để đánh giá về triển vọng của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, lĩnh vực bất động sản nói chung vẫn còn có nhiều khó khăn vướng mắc cần được tháo gỡ. Trong hơn thập kỷ qua, Quốc Cường Gia Lai cũng có nhiều tai tiếng, không chỉ liên quan tới các dự án doanh nghiệp này triển khai mà còn là nhiều sai phạm liên quan tới công bố thông tin, kết quả kinh doanh cũng yếu kém. Với công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai do Bầu Đức làm chủ tịch, doanh nghiệp này gần đây đã bớt khó khăn khi bán được mảng nông nghiệp cho Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương, thu về lượng tiền lớn trả nợ, đồng thời đón dòng vốn từ nhóm LP Bank và Thái Holdings của ông Nguyễn Đức Thụy. Hoàng Anh Gia Lai đã tích cực xóa nợ và hưởng lợi từ vườn sầu riêng được mở rộng với giá bán sầu riêng tăng cao. Dù vậy, tổng nợ của Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn khá lớn. Tính đến ngày 30 tháng 6, Hoàng Anh Gia Lai chậm trả hơn 4.364 tỷ gốc và lãi trái phiếu do chưa thể nhận đủ khoản thanh toán từ phía Thaco trong thương vụ bán Hoàng Anh Gia Lai Agrico. Hoàng Anh Gia Lai cũng vừa bị hủy niêm yết bắt buộc do thua lỗ 3 năm liên tiếp. Giới đầu tư kỳ vọng với sự xuất hiện của nhóm cổ đông mới, Hoàng Anh Gia Lai sẽ bứt phá trở lại. Ở đất Gia Lai, tập đoàn Đức Long Gia Lai cũng là một doanh nghiệp lớn có tiếng, với xuất phát điểm từ ngành nghề chế biến gỗ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, khá giống với Hoàng Anh Gia Lai. Doanh nghiệp của Chủ tịch Bùi Pháp mở rộng hoạt động sang đa ngành và từng gây rúng động thị trường chứng khoán với thương vụ thâu tóm công ty linh kiện Mass Noble của Mỹ hồi năm 2015. Công ty này có nhà máy tại Trung Quốc. Giờ đây, Đức Long Gia Lai đã qua thời đình đám, đang lỗ lũy kế vài nghìn tỷ, giá cổ phiếu bằng nửa cốc trà đá và đang tính bán nhà máy tại Trung Quốc. Đức Long Gia Lai sa sút, lỗ liên tiếp 2 năm vừa qua. Tính tới cuối quý 1 năm 2024, Đức Long Gia Lai lỗ lũy kế 2.637 tỷ đồng so với quy mô vốn điều lệ 2.993 tỷ đồng, vốn hóa hiện đạt hơn 595 tỷ đồng. Đức Long Gia Lai có vay nợ rất lớn, tính tới cuối tháng 3 lên tới hơn 2.722 tỷ đồng, trong đó có gần 1.073 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn. Đức Long Gia Lai còn vay vài nghìn tỷ đồng tại nhiều ngân hàng như BIDV, Vietinbank, Sacombank. Tính tới cuối tháng 3 năm 2024, Đức Long Gia Lai còn dư nợ ngân hàng BIDV khoảng 1.700 tỷ đồng, trong đó có gần 1.329 tỷ đồng vay dài hạn. Vấn đề của Đức Long Gia Lai là nợ nần nhiều, dòng tiền yếu kém và đang bị chủ nợ Lilama 45.3 dồn dập yêu cầu mở thủ tục phá sản chỉ vì khoản nợ hơn chục triệu đồng. Trên thực tế, số tiền mà Đức Long Gia Lai nợ Lilama 45.3 không nhiều, tổng cả gốc và lãi là 17 tỷ đồng. Và theo doanh nghiệp này, trong quý 1 và quý 2 năm 2024, công ty này đã trả 1 tỷ đồng một quý. Tổng lãi Đức Long Gia Lai đã thanh toán cho Lilama 45.3 là 6 tỷ đồng. Mới đây, Hội đồng Quản trị Đức Long Gia Lai đã có nghị quyết bán toàn bộ 97,73% vốn, tương đương khoản đầu tư 249 tỷ đồng, đang sở hữu tại công ty trách nhiệm hữu hạn Mass Noble Investments Limited,
đơn vị hoạt động trong lĩnh vực linh kiện điện tử. Đây là công ty đóng góp chính cho doanh thu của Đức Long Gia Lai từ 2016 đến nay. Xây dựng Hòa Bình không đồng ý với HOSE về việc hủy niêm yết. Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình, mã cổ phiếu HBC, vừa có công văn phúc đáp HOSE về vấn đề hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HBC. Theo đó, xây dựng Hòa Bình cho biết không đồng ý các căn cứ xem xét hủy niêm yết bắt buộc mà HOSE áp dụng với cổ phiếu HBC. Cụ thể, thứ nhất, xây dựng Hòa Bình cho rằng điểm E khoản 1 điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP không quy định chi tiết về việc xem xét điều kiện lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất hay trên báo cáo riêng. Hiện nay cũng chưa có văn bản pháp luật hướng dẫn áp dụng hay giải thích quy định này. Đối với trường hợp của tập đoàn Hòa Bình, vốn điều lệ của công ty là hơn 2.741 tỷ đồng. Trong khi lỗ sau thuế tại báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2023 là 2.401 tỷ đồng, chưa vượt qua số vốn điều lệ. Do đó, xây dựng Hòa Bình khẳng định cổ phiếu HBC không thuộc trường hợp hủy bỏ niêm yết theo quy định. Thứ hai, xây dựng Hòa Bình cho rằng việc HOSE căn cứ vào tiền lệ trước đây, tức luôn lấy báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, để xem xét hủy niêm yết cổ phiếu HBC là không phù hợp với pháp luật hiện hành. Cụ thể, quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE ban hành kèm theo quyết định số 85 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tháng 3 năm 2018 có hướng dẫn về việc căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất để xem xét điều kiện lỗ lũy kế đối với tổ chức niêm yết có công ty con. Nên các trường hợp tương tự tập đoàn Hòa Bình trong lịch sử bị hủy niêm yết là phù hợp. Tuy nhiên, tháng 3 năm 2022, Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã ban hành quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết kèm theo quyết định số 17 để thay thế quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE. Theo đó, quy chế mới đã bỏ quy định nêu trên của quy chế cũ. Do đó, ở thời điểm hiện tại, việc HOSE căn cứ vào tiền lệ trước đây, nguyên tắc tương tự hay bất kỳ căn cứ nào khác không phải là quy định pháp luật hiện hành thì đều là không phù hợp quy định pháp luật. Xây dựng Hòa Bình cho rằng các trường hợp tương tự với họ trong lịch sử bị hủy niêm yết là phù hợp. Còn ở thời điểm hiện tại, việc HOSE căn cứ vào tiền lệ trước đây, nguyên tắc tương tự hay bất kỳ căn cứ nào khác không phải quy định pháp luật hiện hành, đều không phù hợp. Xây dựng Hòa Bình nhấn mạnh việc hủy niêm yết sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 39.000 cổ đông và hàng nghìn người lao động đang phụ thuộc kinh tế vào công ty. Việc này cũng gây tác động cho hơn 1.400 nhà cung cấp, thầu phụ với hàng trăm nghìn NGOE lao động thuộc các doanh nghiệp này. Xây dựng Hòa Bình nói, công ty rất mong HOSE xem xét, cân nhắc trước khi đưa ra quyết định liên quan đến việc hủy niêm yết cổ phiếu HBC. Trước đó, ngày 26 tháng 7 năm 2024, HBC đã nhận được thông tin từ HOSE về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HBC do tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023. Tổng số lỗ lũy kế của HBC là 3.240 tỷ đồng, vượt qua vốn điều lệ thực góp là 2.741 tỷ đồng. Để đảm bảo quyền lợi giao dịch của cổ đông, dự kiến trong tháng 8 năm 2024, HBC sẽ hoàn tất việc chuyển niêm yết sang sàn Upcom thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, HNX. Chủ tịch HBC Lê Viết Hải chia sẻ, sau giai đoạn có nhiều biến cố, Hòa Bình đang dần cải thiện các chỉ số về tài chính. Trong 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu của HBC đạt 3.810,82 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ 2023, lợi nhuận sau thuế đạt 740,91 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 713,21 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Thời gian qua, xây dựng Hòa Bình đã hoàn thành việc hoán đổi 730,8 tỷ đồng nợ thành 73,08 triệu cổ phiếu cho 99 nhà cung cấp, nhà thầu phụ vào ngày 29 tháng 6 năm 2024, giúp tăng vốn điều lệ lên 3.472 tỷ đồng, tương đương mức tăng 21,05%. Chủ tịch xây dựng Hòa Bình Lê Viết Hải cam kết đem hết nỗ lực nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn này, từng bước phục hồi và phát triển, bảo đảm lợi ích lâu dài cho cổ đông, đối tác và người lao động. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!